Bác sĩ nói Khánh Vy bị sốc nặng về tinh thần, tâm lý bị chấn động cho nên dẫn đến hôn mê. Vậy khi nào nó mới tỉnh lại hả con? Bác sĩ cũng không xác định được thời gian nữa bác ạ. Chỉ nói là tùy thuộc vào tiềm thức của cô ấy, mà hình như Khánh Vy không muốn tỉnh dậy lắm. Bác thấy tình trạng nó lần này còn nặng hơn là cái hồi nó hay tin ba mẹ nó bị tai nạn máy bay đó con à. Lúc còn nhỏ mình chưa cảm giác hết nỗi đau, bây giờ lớn rồi, Khánh Vy có lẽ do mất hết chỗ dựa tinh thần. Tôi nghĩ nguyên nhân là tại vì không có cậu Kiệt đó. Hồi đó giờ Khánh Vy lúc nào cũng coi cậu Kiệt là trên hết, là chỗ dựa vững chắc nhất. Hay là để tôi về tôi khuyên cậu Kiệt tới nha. Thôi, đừng nhắc tới thằng chồng tệ bạc đó nữa. Nó mà tới chỉ giỏi mấy câu châm biếm, còn làm cho con nhỏ mệt hơn. Bình tĩnh đi bác. Không tại nó thì gia đình tôi đâu đến nông nỗi này. Duy à. Dạ. Để Khánh Vy ở đây dưỡng bệnh là bác thấy hợp lý, nhưng bác thấy bất tiện lắm. Nhà con thì không thuê người giúp việc, mà con thì phải lo cái việc ở trung tâm thương mại, chuyện làm ăn nữa. Bác định như vậy cho chị Sáu ở đây phụ giúp, con thấy sao? Dạ, Vũ Sáu là người lo việc nhà cửa cơm nước cho bác. Nếu bây giờ Vũ qua đây rồi nhà bác tính sao? Nhà cửa bây giờ còn ra gì nữa đâu mà lo hả con? Có hai người. Thôi, tự lo thân đi. Dù sao thì con cũng thấy ngại. Hay là để con thuê người giúp việc mới? Tôi trông nom con Khánh Vy từ đó tới giờ, thật sự là không ai bằng tôi đâu. Hay là vậy đi, tôi sẽ đi đi lại lại hai nơi. Tôi cũng không thể nào bỏ cậu Kiệt với là ông chủ được, mà cũng không thể nào để cô Khánh Vy như vậy được. Như vậy thì cực cho Vũ Sáu quá. Dạ chào bác sĩ. Giám đốc. Anh ra đây làm gì? Tại vì tôi thấy cô lâu quá không vô lại phòng, nên tôi sợ cô giám đốc như lần trước. Anh yên tâm đi, sau cơn khủng hoảng đã qua, tôi nghĩ tôi không còn đủ can đảm để chết nữa. Bởi vì còn quá nhiều điều thắc mắc tôi muốn hỏi họ, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa. Có cái chuyện này nè, tôi muốn nói với cô, nhưng mà tôi biết á, tôi nói ra cô sẽ chửi tôi dữ lắm, nhưng mà tôi vẫn nói. Có nghĩa là khi mà mình nói ra hết những cái chuyện mà mình khó nói á, thì mình cứ nói ra hết đi, thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chứ mà để như vậy á, khó chịu lắm. Cô sao cô bỏ nhà đi vậy? Bộ cô với tổng giám đốc cãi nhau hả? Thiệt tình anh không biết chuyện gì hết hả? Vậy tại sao anh có mặt lúc đó? Tại vì lúc đó ông nội của cô á gọi cho tôi, nói là tâm trạng của cô lúc đó sốc lắm, không có được bình thường. Kêu tôi chạy đến nhà của chú Khương Duy để tìm cô. Rồi khi mà gặp cô thì chú Khương Duy lại kêu tôi đi theo trông chừng cô. Rồi chú Khương Duy có nói là muốn gặp mẹ cô coi tâm trạng mẹ cô thế nào. Thật sự thì lúc đó tôi thấy ai cũng khẩn trương lắm. Rồi tôi bị cuốn theo luôn, chứ tôi có biết gì đâu. Mà chuyện gì vậy? Bộ tôi nói gì sai hả? Nhìn anh lúc này thiệt tức cười, nhưng hiện tại tôi cười không nổi. Tôi cũng không hiểu tại sao một người không thân thích gì với tôi lại có thể quan tâm tôi nhiều đến như vậy. Còn trong khi đó, người nhà... À không, nếu tôi còn người nhà. Ủa? Làm sao? Tôi thấy là cho dù cãi nhau đến cỡ nào thì tổng giám đốc vẫn là ba của cô mà. Anh nhầm rồi. Ông ấy đến cuối cùng cũng không phải là ba của tôi. Hả? Đáng cười là tôi không thể trách ông ấy, 20 năm qua đã làm nhạt cho tôi. Cô nói cái gì? Là sao? Anh thắc mắc lắm phải không? Ừ,
bắt đầu từ khi tôi được sinh ra. Cuộc đời tôi chỉ là trò đùa đối với họ. Tôi cũng chẳng ngượng mà kể cho anh nghe câu chuyện hài hước này. Câu chuyện thật là đực cười. Ý của cô là cô sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, điên rồ từ nãy đến giờ á, tất cả đều vì con gái của cô sao? Hả? Nói là con của anh nữa mà. Cô lầm rồi. Cô cố mà nghe cho rõ đi. Hải Vân không phải là con của tôi. Nó không có quan hệ máu mủ gì với tôi hết. Đó chỉ là một sai lầm của tôi trong quá khứ thôi. Anh vừa nói cái gì vậy? Hải Vân không phải là con của anh. Thế là con của ai chứ? Trời ơi! Thôi đủ rồi, hai người đừng có nói nữa. Ông nói đi. Lúc này có phải ông nói tôi không phải là con của ông? Phải. Tôi không có đứa con gái nào hết. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Hãy dừng. Dừng cái gì bên đó. Tôi không muốn nghe hãy dừng. Con cứ khóc đi, cứ khóc rồi chia sẻ hết đi, con sẽ thoải mái hơn. Cứ khóc đi, khóc đi. Tại sao lúc nào tôi cũng xấu xí trước mặt của anh vậy? Tại vì tôi là thằng ngố mà. Bởi vậy cô đâu có cần tôi sợ tôi cười có đúng không? Nhưng mà tôi thấy bây giờ mọi chuyện cũng đâu có nổi xấu lắm đâu. Mà dù sao cô cũng biết được là tổng giám đốc không hài lòng vì cô là bởi vì chuyện khác, mà cô cũng có năng lực, đúng chưa? Tôi nghĩ ông ấy biết chuyện mình bị vợ phản bội sau khi mẹ sinh tôi. Nếu không, có lẽ ông đã không tặng món quà này cho tôi khi tôi chưa được một tuổi. Cái này là quà của tổng giám đốc hả? Ông ấy đã thiết kế riêng cho mẹ và cho tôi dựa theo chồng sao của mẹ. Mẹ một cái, tôi một cái. Tôi đã từng đơn thân. Cũng rất ghét vì tâm trạng của tôi dành cho ông. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Nhìn nó, tôi chỉ thấy cay đắng cho thân phận của con quá. Thế này là được rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Em nằm đây hoài, anh Kiệt sẽ tức tối lắm. Có lẽ bây giờ anh Kiệt đang ở nhà, nguyền rủa anh đủ điều đó. Dù em hôn mê bao lâu, được tận tay chăm sóc cho em, anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng anh biết, khi em tỉnh lại, trước sau gì em cũng về bên anh Kiệt. Lúc đó, anh sẽ tình nguyện đi thật xa, sẽ vui khi nhìn thấy một cánh viên biết đi đứng, biết nói,
biết cười. Thậm chí là khóc lóc hay than thở. Khánh Vy à, em hãy tỉnh lại đi. Anh xin em hãy tỉnh lại. Mọi người đều đang chờ em đó Khánh Vy à. Qua con Hồng Lan khen mặt dê đeo cổ của con rất đẹp. Đây có phải là quà của ba không má? Ừ, của ba con tặng con đó. Dạ vậy ba đi đâu rồi má? Ba của con không còn nữa. Ba mất sao má không lập bàn thờ giống thứ bảy làm cho chú bảy hả má? Má không có hình của ba con, mình chỉ nhớ trong lòng được rồi con. Đăng nè, con có muốn nhìn thấy má buồn không? Nếu như không á, thì sau này con hứa với má, con đừng nhắc đến ba con nữa nghe con. Dạ. Con luôn đeo vật này trên cổ, giống như là ba con luôn ở bên cạnh con, không bao giờ rời xa con. Con hiểu không? Dạ hiểu. Hải Chân nói đó là một thiết kế riêng, không phải bày bán ở khắp nơi trong cửa hàng. Vậy tại sao lại giống nhau đến như vậy? Người cha bao nhiêu năm mẹ không cho hỏi tới, liệu có liên quan đến ông tổng giám đốc kia hay không? Trời ơi, ai có thể kể rõ mọi chuyện cho mình nghe đây? Alo, alo, à, xin hỏi số điện thoại này của ai vậy? Ông là ông nội của Hải Dân nè. Sao lâu quá, con không gọi điện báo cáo tình hình của hai đứa cho ông vậy? Dạ dạ, con xin lỗi ông. Dạ tại vì mấy ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên con chưa gọi cho ông. Báo cáo với ông là hiện nay là con đang ở trong bệnh viện. Con với Hải Dân mỗi người ở phòng. Ở giường. Hả?
Hai đứa bị gì vậy? Có gì nghiêm trọng không? Dạ, ông yên tâm đi, không có gì hết á. Hiện bây giờ ổn rồi. Tại vì con với Dân dầm mưa lâu quá nên bị viêm phổi, nhưng mà bác sĩ nói là sắp xuất viện rồi, nên không sao đâu, ông cũng đừng có lo nha. Trời, nghe con nói ông nhẹ cả người, nhất thời nó không chịu về nhà, nên mọi chuyện ông nhờ vào con nha. Dạ. Ông ơi, Hải Dân đã tâm sự với con hết rồi. Con biết là con nhiều chuyện, nhưng mà con muốn hỏi á, Hải Dân là con của ai vậy ông? Có chết con cũng không bao giờ tin là Hải Dân là con của cô Vi với chú Khương Duy đâu. Sao con nghĩ vậy? Tại vì có một thời gian con ở nhà của chú Khương Duy, con thấy là cô Vi cũng có hay lui tới chơi, nhưng mà con thấy là tình cảm của họ trong sáng lành mạnh lắm, không bao giờ xảy ra cái, không bao giờ có cái chuyện gọi là giống như là dụng trộm vậy đó. Chuyện trên đời này con không thể nhìn bề ngoài. Con nói trước con à, con còn ít tuổi, chưa thấu hiểu hết sự đời đâu. Dạ, con cũng nghĩ vậy nên... Dạ, con thấy con nhiều chuyện quá. Mà ông ơi, cho con hỏi thêm cái này đi. Có chuyện gì, con nói đi. Dạ, mấy cái cây của ông á, giờ sao rồi ông? Nhiều biến cố trong gia đình dồn dập, nên ông không để ý đến chúng nữa. Ông tin là nó vẫn ổn, con cứ yên tâm đi. Công sức của ông cháu mình á, là không uổng đâu. Dạ. Dạ, nếu vậy con cấp máy nhau ông ơi. À, khoan đã. Dạ. Con nhắn địa chỉ bệnh viện cho ông, để ngày mai ông ghé qua thanh toán viện phí cho hai đứa luôn. Dạ, dạ. Ôi, hai đứa ngủ dạ, đi. Dạ, dạ, chào ông. Sự việc mới nghĩ thôi đã thấy quan tưởng rồi, sao mở miệng hỏi cho được chứ. Nếu mà dựa vào cái mặt dây đeo cổ giống nhau thì một đứa kiết xác như mình làm sao mà liên quan đến ông tổng giám đốc được. May ra người duy nhất có khả năng giải đáp được chuyện này là cái chú hôm bữa mình gặp ở vũ trường. Thôi, dạ. Bây giờ con về đi, tôi đi chút lo ha. Dạ con. Dạ, dạ sao đâu, bây giờ tôi có đưa cô ấy về nhà. Ủa, vô sao? Dạ, chào cậu. Vô vô nhà đi, để cô xách cho. Dạ. Phiền vô sáo quá à. Nhà bếp của con á chỉ làm cho có thôi, chứ chưa có nấu bữa nào ra hồn hết á. Bây giờ con giao hết cho vú đó. Thôi, cậu Duy cứ để chú vô, vú xử lý hết mớ nguyên liệu này cho xong đi. Rồi vú lên, vú tắm rửa thay đồ cho cô Vi. Mà cậu Duy có bận biểu gì á thì cứ tới công ty trước đi ha. Khánh Vi chưa tỉnh, con không có tâm trạng nào đi làm hết. Nhưng mà hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, tất cả nhà vũ sáo hết nha. Trời ơi, cậu Duy làm cho vũ nhớ lại những năm tháng trước đây ghê vậy đó. Hồi đó hả, cứ mỗi lần mà cô Khánh Vi á nhức đầu sổ mũi á hả, là cậu anh Kiệt á hả cứ lằng xằng lính quýnh lên y như cậu bây giờ vậy đó. Thôi, đưa đây cho vũ vô chú làm ha. Em tỉnh rồi hả? Cuối cùng thì em đã tỉnh. Khánh Vi à, em sao vậy? Em không nhận ra anh hả? Anh Duy nè. Khánh Vi. Khánh Vi à. Em muốn ngồi dậy hả? Để anh đỡ em. Khánh Vi, em sao vậy? Bác sĩ Lâm, đến nhà tôi gấp đi. Hôm qua anh thầy mua được 3 vé xe rồi đó. Khoảng 9 giờ sáng là tụi mình xuất bến. Ủa mà sao đi chi gấp gáp vậy? Mình không đặt vé để giữ thời gian đi về cho thoải mái hơn. Bộ đang tưởng Loan muốn hả? Sắp tới lễ rồi, người dân thành phố về quê đông lắm. Hơn nữa trả phòng sớm ngày nào đỡ tiền ngày đó. Ủa, hôm nay cô cũng xuất viện nữa hả? Về nhà rồi á, nhớ đừng có bỏ nhà ra đi nữa. Tôi với lại Đăng về quê á,
Đang không còn ở đây nữa đâu mà chạy ngược chạy xuôi kiếm cô. Bây giờ cô tính đi đâu? Hay là bây giờ cô đi về nhà đi. Tôi nghĩ là mẹ với ông nội lo cho cô lắm á. Không, đó không phải là nhà của tôi. Tôi không có lý do gì mà để về đó. Ủa vậy còn chỗ của chú Duy thì sao? Lúc trước là cô hay nói với tôi là mỗi lần cô buồn bực hay là khó chịu ở trong người, cô thường qua nhà chú Duy mà. Vậy sẽ được giải tỏa và thoải mái trong người mà. Chuyện quá khứ rồi. Bây giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là ông ta. Nhưng mà đang rỗi hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ hả? Còn cô á, ai lại tin tiểu thư nhà giàu như cô mà không có tiền, muốn trốn tránh gia đình thì kiếm cái khách sạn nào đó rồi ngủ vài ba hôm. Đang việc gì phải lo cho cô ta? Nhìn tôi bây giờ, cô thấy giống người có tiền lắm hả? Lúc ra đi, tôi không có đem theo cái gì hết đó. Không điện thoại, không tiền mặt, không thẻ tín dụng. Tôi trắng tay hoàn toàn rồi. Nếu nói vậy thì cô định sao? Chẳng lẽ cô đi lang thang ngoài đường hả? Nghe được đó. Nếu con bị bỏ rơi thì phải sống kiếp lang thang vô gia cư thôi. Ghế đá, công viên, gầm cầu, chỗ nào dựa lưng được thì cứ ngủ thôi. Không cần màng gì tôi đâu. Nhưng mà vậy sao được chứ? Ê, hay là về quê tôi chơi đi. Đúng rồi, về quê tôi chơi đi, vui lắm. Về quê anh hả? Ha, sao mình không nghĩ sớm ra là mình rủ dân về quê chơi. Nhưng mà tôi nói trước nha, về quê của tôi á thì nhà cửa nó không được đẹp với rộng rãi và sang trọng giống như là nhà ở Sài Gòn đâu nha. Nhưng mà tôi dám chắc một điều á là ở dưới quê không khí trong lành mát mẻ lắm kìa. Cô mà về dưới á thì chắc chắn là cô sẽ rất là nhanh hết buồn à. Loan không đồng ý. Sao vậy? Tại nói chung là Loan phản đối. Mình sao phản đối? Ủa, Đăng rủ dân về nhà của Đăng mà. Thì tại nói chung là phản đối mà. Trời ơi, nhưng mà dân bây giờ đang vậy, chẳng lẽ để cô ấy đi lang thang ngoài đường như vậy thiệt sao? Ai mà tin tiểu thư nhà giàu như cô ta lại đi ngủ công viên chứ. Loan không cần biết. Nếu như mà quyết định làm theo ý của Đăng á, từ nay về sau đừng có Loan là bạn nữa. Loan nói gì vậy? Loan trời, hôm nay cổ bị gì á, để Đăng chạy ra thuyết phục cổ nha. Ê, mà nhớ hứa là về quê nha, nhớ hứa nha. Anh ta đúng là ngốc quá đi. Tính dùng cách gì thuyết phục chứ? Con gái đen ghen, dễ gì nghe lời của ai. Mà ghen, mình và Hải Đăng làm gì mà cô ta ghen chứ? Không nói cũng không biết. Cô ta cũng tội nghiệp quá ha. Thì ra gia đình của cô ta phức tạp đến như vậy. Hèn gì nãy giờ cô ta cứ nói toàn những lời cay nghiệt, còn bất cần nữa chứ. Đúng đó, Loan thông cảm cho cô ấy như vậy là tốt lắm rồi. Thật sự bây giờ cô ấy không có chỗ nào để đi nữa. Gặp cú sốc lớn đến như vậy, hèn gì đêm hôm qua mưa bão cô ta còn đi lang thang ngoài đường. Ban đầu Loan còn tưởng cô ta là tiểu thư nữa chứ. Không ngờ Loan đổ oan cho người ta rồi. Mà bởi vì cảm thông hoàn cảnh của cô ấy, vì tình bạn cho nên Đăng mới lo lắng như vậy đúng không? Đúng rồi. Nói thì nói chứ dù sao cô ấy cũng là người chủ đầu tiên nhận Đăng vô làm việc á, ở cái thành phố rộng lớn này chứ bộ. Bởi vậy Đăng cũng rất là biết ơn. Thì ra Đăng muốn làm người tốt bụng chứ gì. Hiện tại bây giờ cô ấy cũng không có nơi nương thân. Về quê mình cũng được, Loan không phản đối nữa. Nói chung là đồng ý đó. Nhưng mà nhưng gì nữa? Có 3 vé xe thôi à. Không, tại vì dù sao giờ anh Thiện cũng chưa có muốn về. Anh á là anh muốn làm hết cái tháng lương này rồi anh mới. Bây giờ mình cứ quay trước đi đã ha. Rồi sau đó anh Thiện sẽ về sao?
Vô đi con. Dạ con chào ông. Con xin lỗi vì để ông chờ lâu. Thôi được rồi, vào đi con. Dạ. Ông nói vú sáu chuẩn bị sẵn hết rồi. Quần áo, đồ sinh hoạt cá nhân của con dân đều ở trống hết. Còn tiền bạc thì Ê ông ơi, trời ông, cái này thôi con không có nhận được đâu ông ơi. Con cứ cầm đi. Ông có cho con đâu. Một chút sinh hoạt phí của cháu gái ông mà. Tuy nói về quê với con cũng cần một chút tiền để giặt túi chứ. Dạ, cái này ông gửi cho Hải Dân á thì con cầm. Nhưng mà con nói trước á, lỡ dưới quê con không có sơn hào hải vị đâu á nha. Chỉ có rau ở trong vườn, rồi cá dưới ao, với lại trái cây ở trong xóm thôi. Cái gì ăn cũng được hết á. Con hứa rồi nha. Nhớ chăm sóc con nhỏ giùm ông. Chia sẻ tâm tình, giúp nó được khỏe khỏa con nha. Con biết rồi ông. Có cái này nè. Ông thì muốn giấu, nhưng bây giờ phải nói cho con nghe. Nhớ đừng cho Hải Dân biết đó. Dạ. Tình trạng mẹ Hải Dân bây giờ không được tốt lắm. Do bị sốc tinh thần nên mẹ nó đang nằm dưỡng bệnh ở nhà của chú Khương Duy. Mấy hôm trước cứ hôn mê suốt. Bây giờ đã tỉnh, nhưng hiện giờ vẫn chưa nói năng gì được. Ông ơi, bây giờ mình có nên nói cho Hải Dân biết để Hải Dân tới thăm cô Khánh Vy không ông? Nhiều khi tới thăm vậy rồi cô Khánh Vy sẽ hết bệnh rồi sao? Theo ông thì hiện tại không nên. Để đợi khi cả hai bình tĩnh, có thể đối mặt với những bất ngờ này thì hãy tính con à. Dạ, ông nói vậy thì con nghe. Ông ơi, chắc con xin phép con về. Tại vì giờ này cũng tới giờ ra bến xe về rồi ông. Đi đi. Dạ, con xin phép. Con quên nữa, ông ơi. Ba của Hải Dân có nhà ông không? Con nghĩ là con đã đến đây rồi thì cũng phải thưa chú một tiếng. Thôi không cần đâu con à. Từ sáng sớm ba con Dân con trai của ông đã đến công ty rồi. Nó chẳng quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra đâu. Mọi sinh hoạt với thường ngày thôi con à. Khoan, chờ ông một chút ở đây. Ông vô lấy đồ cho con Dân nha. Dạ. Chờ ông. Vợ con của mình như vậy mà vẫn còn tâm trạng làm việc hay sao? Không quan tâm hỏi han gì hết. Thật không hiểu nổi tại sao lại có ông ba kỳ cục như vậy. Sống 20 mấy năm rồi đó mà lần đầu tiên nhưng mới biết bánh xe là gì á. Ê, mày bán vé kìa. Tụi mua vé rồi, khoảng 2 tiếng nữa xe mới chạy. Mình còn xuống đây đi chị. Chị Hải đang nói, chị hơn em 1 tuổi mà. Kêu chị là phải rồi. Trước khi em có nhiều lần không phải, chị tha lỗi cho em nha. Sắp được gặp má rồi, mình sẽ đem chuyện hai mặt dây chuyền chống nhau để ra hỏi má. Liệu má có đồng ý trả lời mình không ta? Rốt cuộc ba của mình là người như thế nào? Mình có nên tới chú đại ca để tìm hiểu sự thật. Đang làm gì mà mặt đồ quá vậy? Bộ mất ngủ, chị ở trong bệnh viện hả? Chị ở trong bệnh viện hả? Tại vì đúng rồi, đang để quên đồ ở nhà bây giờ. Đang về nhà đấy nhá. Hai người đi xíu nha. Nhá. Giữ đồ nè. Nhớ là đang chờ nha. Nhá. Đang đi đâu vậy? Về nhanh kẻo trễ đó. Mình cứ ngồi ở đây đi chị, còn 2 tiếng nữa xe mới chạy mà. Tổng giám đốc, cậu tới đây làm gì? Tôi nhớ là cậu đã bị xâm hại. Cậu xin việc lại hả? Con biết. Con nói thẳng vô phép, con bị sa thải như vậy cũng hợp lý. Nhưng mà hôm nay á, con quyết định về quê. Con không làm việc ở trên Sài Gòn nữa. Con đến đây là để báo tin về Hải Dân thôi. Con
Hiện giờ cô Vân thế nào rồi? Tại vì bây giờ tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm. Đêm đó cô ấy dầm mưa, suýt nữa bị viêm phổi, không biết đi đâu về đâu nữa. Thế như vậy con mới mời Hải Vân về quê của con chơi vài ngày cho tinh thần thoải mái. Con hy vọng là sau này tổng giám đốc sẽ liên lạc với cô ấy để cho cô ấy về nhà. Vậy cũng được. Tôi không có ý định gọi nó về, nó muốn đi đâu thì tùy thích. Sao tổng giám đốc? Tổng giám đốc nói cái gì vậy? Tổng giám đốc không lo cho cô ấy chút xíu nào sao? Dù sao cô ấy cũng là con của tổng giám đốc mà. Không, bây giờ tôi đang có hẹn, tôi không rảnh để dây dưa với cậu. Tôi chú đi nha. Xin lỗi anh, giờ này vũ trường chúng tôi chưa mở cửa. Mời anh về, buổi tối hãy ra chơi. À, dạ, chắc là anh hiểu lầm rồi. Tôi tới đây không phải là để chơi, nhưng mà tôi tới đây để tìm kiếm một người. Anh tìm ai, tên gì? Chú ấy tên... Chết rồi, tôi quên họ tên rồi. À, chú đó là cái người mà đã giúp tôi thoát khỏi cái vụ đánh nhau ở đây nè anh. Chú đó nhìn rất là hầm hổ, còn trên mặt á, có cái sẹo... Ở bên đây, có cái sẹo bên đây nè. Ở đây không có ai như vậy cả. Mời anh về cho. Anh giúp giùm tôi đi. Tôi đang có chuyện rất là gấp, anh thông cảm cho nha. Anh thông cảm cho. Anh đi ra ngoài, trong khi tôi còn lịch sự nha. Anh ơi, anh giúp giùm tôi đi nha. Anh Cường, bỏ ra đi mày. Dạ. Dạ, đi theo tao. Nhưng mà mình đi đâu anh? Nhanh lên, anh Mảnh đang chờ mày kìa. Đi. Vô đây mày. Thưởng cho mày hai đứa nó đó. Con ngồi đi con. Ngồi xuống con. Chú ơi, con nghe cái anh lúc nãy nói là chú đang đợi con hả? Chú biết con tới đây kiếm chú hả? Chú cái gì? Cậu. Kêu chú bằng cậu. Cậu đợi con mà sốt ruột cả mấy ngày nay đó. Con biết không? Ủa mà chú là ai vậy? Con thì ở dưới quê lên Sài Gòn để kiếm việc. Con đâu có quen biết ai trên đây đâu. Chắc là chú lộn người đó nha. Trời ơi, chúng ta thân nhau hơn con tưởng đó. Cứ biết á, cậu á là anh của mẹ con là được. À, mà mẹ Ngọc Trâm của con dạo này vẫn khỏe chứ? Cậu? Ủa, chú quen mẹ của con thiệt hả? Đừng có nói á, chỉ là quen không đâu. Cậu chính là anh ruột của Ngọc Trâm đây, cũng là cậu ruột của con đó. Cái gì? Cậu là... Ủa, vậy chú là cậu của con? Hả? Vậy còn cái chuyện mà lần trước mà chú nói về ba của con á? Con muốn hỏi là... Cứ từ từ, không có cần gấp gáp đâu con. Một câu chuyện mà cậu kể cho con khá là dài, cậu sợ sẽ làm cho con mất hy vọng, thậm chí là bị kích động. Cho nên cậu đợi cho con chuẩn bị tâm lý đã. Sếp à, sếp không định gọi cô Hải Vân về nhà thiệt sao sếp? Chẳng phải tâm trạng nó không tốt hay sao? Con bé lúc nào cũng cứng đầu, cố chấp. Trong lúc này đừng nói là tôi, chứ dù ông nội nó gọi, chưa chắc nó đã về. Nó còn muốn trốn xa hơn nữa là khác. Thôi, cứ để cho nó đi với thằng đó một thời gian đi. An toàn. À, sẵn cậu tìm hiểu giùm tôi á, quê thằng đó ở đâu nghe? Dạ, em biết rồi sếp. Hải Vân giống hệt sếp vậy. Làm bất cứ việc gì, không cần ai hiểu, không cần giải thích dài dòng. Đúng không sếp? Cậu nói là sao? Tổng giám đốc của công ty Hương Thịnh, ông Trần Anh Kiệt gì đó là ba của con hả? Không đâu. Không phải là cậu đang lừa con. Con nhìn cậu giống đang giỡn với con lắm hả? Cái chuyện này mà cậu gạt con để làm cái gì? Con về con hỏi mẹ Trâm của con là biết liền à. Nhưng mà ông tổng giám đốc Anh Kiệt và mẹ của con, làm sao mà hai người đó có thể... Cậu kể ra sự thật này thì cậu sợ con đau lòng.
Nhưng mà cậu không thể nào cậu giấu được. Chuyện dài dòng lắm. Thật ra con là kết quả của một cái hợp đồng đẻ mướn. Hợp đồng đẻ mướn? Cậu nói dối. Chắc chắn là cậu nói dối đúng không? Mẹ con không làm như vậy. Thật ra mẹ con chỉ là nạn nhân của ông Kiệt khốn kiếp đó thôi. Con không thể tin là ông anh Kiệt là bạn của con được. Và mẹ của con chắc chắn là không sinh con ra bằng cái bản hợp đồng đó được. Đúng không cậu? Chắc là cậu làm con với người khác rồi. Cảm ơn cậu. Con xin phép con về. Khoan. Tùy con thôi. Lúc đó mà cậu không chứng kiến thì cậu cũng không tin như con bây giờ đâu. Lúc xưa mẹ con vốn là tiếp viên trong vũ trường. Cái gì? Tiếp viên trong vũ trường? Vậy là mẹ của con đã từng sống ở thành phố. Ừ. Thì khoảng hơn 20 năm trước, ông và mẹ con sống tựa ở đây. Lúc đó ông Kiệt là một tay chơi bời khét tiếng. Nhưng mà con từng làm tạp vụ trong công ty. Con có nghe nhiều người nói là ông ấy rất là thương vợ. Nhưng mà thực sự mà nói thì hắn chỉ xem mẹ con y như là một món hàng vậy á. Nhưng mà đỉnh điểm của cái sự vô liêm sỉ đó là một cái bản hợp đồng mà ổng vẽ ra để cho mẹ con đẻ một đứa con trai. Ban đầu thì mẹ con không có đồng ý. Mẹ con không vì tiền mà phải bán đi ruột thịt của mình. Nhưng mà nào ngờ ổng dở thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Thủ đoạn đó thì kể ra cũng dài dòng lắm. Nhưng mà tóm tắt là ổng dùng tiền để mà mua chuộc mấy cái tay đầu gấu. Rồi sao? Ổng mua chuộc cả bà chủ nhà mà mẹ con ở ngày xưa đó, ép cả hai ký giấy nợ. Cuối cùng thì mẹ trăm của con đành phải chấp nhận. Con không hiểu là vì tại sao cuối cùng con và mẹ con vẫn sống được với nhau. Thậm chí là ông ấy cũng không biết được là ông có một đứa con trai sống ở trên đời này. Cậu tìm mọi cách liều mạng đưa mẹ con đi để trốn khỏi thằng cha Kiệt á. Con hiểu rồi. Cho nên mẹ nhà con mới tìm đến một vùng quê hẻo lánh sống đến cho tận bây giờ. Nếu mà bỏ trốn dễ dàng thì vết sẹo này nè nó có nằm trên mặt của cậu. Kế hoạch bỏ trốn lần đó bại lộ, ổng trở ngược lại làm cái tội vu khống, tống cổ cậu vô tù nè. Con biết không, ổng khốn nạn lắm. Dì ơi, con ngại quá. Hay là dì để con ngủ đi văn bên ngoài đi. Đừng có ngại, ai đời để khách ngủ ở ngoài đi văn chứ. Với lại con là con gái nữa. Thằng Đăng cũng kể cho dì nghe hết rồi. Ở thành phố á, con giúp thằng Đăng rất là nhiều. Vậy thì về quê á, con cứ để cho mẹ con dì làm tròn bổn phận của chủ nhà nghe. Sợ dì có bộ ra mới này á, là dì mua cho thằng Đăng. Để khi nào nó lấy vợ á, thì nó xài. Nhưng mà không sao, con cứ xài đi, mốt mua bộ khác. Còn cái tủ này á, là tủ quần áo của dì. Ở trong đó, dì có cái ngăn riêng để đựng tư trang. Còn có cái gì quý á, cứ để trong đó, không có sao đâu. Rồi dì sẽ sắp xếp lại đồ đạc ở trong tủ để có dư cho con để đồ con vô. Nhà dì nhỏ, không có nhiều tủ kệ nên còn thiếu nhiều phương tiện lắm. Con thông cảm nghe. Không sao đâu dì, con không có giấu gì chứ. Con xuống đây con không có tư trang gì hết. Ngay cả bộ đồ con đang mặc đây cũng là do con mượn của Hồng Loan thôi. Như vậy là con làm phiền dì lắm rồi. Sao lại phiền chứ con. Con mặc đồ của Hồng Loan mà cũng vừa quá ha. Đẹp dữ lắm á. Nè, có khó khăn gì ở trong sinh hoạt á, cứ nói với dì giải quyết cho. Nghe không? Cứ tự nhiên hen. Dạ, thôi, con cảm ơn dì. Đây, đồ đúng không? Đây, đồ của cô, đầy đủ trong vali này. Kể cả có tiền mặt luôn. Nhưng mà tôi không biết có nhiều tiền hết. Anh... Tôi xin lỗi cô nha, cô đừng có giận gì tôi. Tại vì trước khi mà mình đi về quê á, thì tôi có gặp ông của cô. Chính ông đã sửa soạn đồ đạc để trong vali này cho cô nè, rồi nhờ tôi xách vali này cho cô đó. Thì ra là anh vẫn luôn liên lạc với đội hả? Tôi còn biết nữa là hiện bây giờ á, mẹ của cô đang bệnh, rồi đang ở nhà của chú Phương Duy để dưỡng bệnh. Tất cả mọi người đều rất là lo lắng cho cô. Nhưng mà ông nội có dặn tôi á, là cô cứ ở đây cho thoải mái đi. Cô không cần về liền đâu, để tránh cô bị áp lực. Mẹ tôi. Anh nói mẹ tôi sức khỏe sao anh? Theo lời ông của cô nói thì mẹ của cô bây giờ đang ở trong tình trạng không được tốt lắm. Nhưng mà cô yên tâm đi, có chú Khương Duy chăm sóc cho mẹ cô rồi. Vậy thì được, có người chăm sóc mẹ là tốt rồi.
Dân nè, dì không có tò mò chuyện nhà của con, nhưng mà dì đảm bảo cho con một điều là cứ ở đây đi, thoải mái đi. Dì cháu mình có gì ăn cái đó, con muốn ở bao lâu cũng được hết. Đúng nha, rồi. Đừng có ngại nha ông con. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Thôi đi ra. Dạ. Cứ thoải mái nha, tự nhiên nha.